ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបបុកល្ហុងចាចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់បុកល្ហុងលក់អីអាចបុកល្ហុងបែបនេះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងគ្រឿងបុកល្ហុងយើងមានដូចជាល្ហុងដែលឈូសរួចជាមួយនឹងការ៉ុតមានទឹកប្រហុកមានទឹកអំពិលទុំមានកាពិ មានស្ករសមានប៊ីចេងមានសណ្តែកដីមានខ្ទឹមសមានម្ទេសនិងមានបង្គាក្រៀមហើយនិងក្តាមប្រៃហើយនិងបន្លែយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើការបុកល្ហុងគឺយើងមុនដំបូងគឺយើងដាក់ម្ទេសហើយនិងខ្ទឹមចូលហើយយើងបុកវាឲ្យម៉ដ្ឋសិនចាំយើងដាក់គ្រឿងតាមចូលទៀត Dân bọc một tí hay nâng tâm mà hãy thì dân thưa cả đặc trưng đồ chía dân đã score xong một lập trì bái đặc đi chén cả là lập trì bái dân đã đạch đấy mà lập trì bái dân đã tận bờ túng một lập trì bái dân đã đạch đi กะลาละเปรียบายกะปิได้ยังชาจะมวยสกอร์นะบางปอนยังหนักตักกระหอกตามบางปอนจะเจ็ดหนักมาละเปรียบก็มั้งกะลาละเปรียบก็มันให้ยังมีกระดามปลายยังบอกยังเต็มดอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mình ơi, sẽ đại cua Mình bánh bóc Mình sẽ bánh đáo Chẳng dân cho bòi vì ở chỗ Thì ở chỗ chết má, ở sọc chỗ chết má Cái nồn nó bông tốn Chà bông tốn hồng bọc dương bàn rụt rồi ở hái Dương riệp trăm nhằm chìa cho mùi bánh bánh sọc Bạn biết hỏi Bông bố ní Cùi trong nhằm hai chai Mà bông bố cho người Thưa là hông bốc lụ của bán Nhằm chìa cổ xa của bán Bông bố thưa là biệt đi chai Hai cô xong Ông quân bông bố Xong rạp ca Quang trò chanel Đã bỏ phụ dân khi nhóm này